Đăng ký mua tài liệu học cờ trên các thiết bị thông minh Android, iPhone, iPad, máy tính, laptop. Liên hệ Zalo 0904874002. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video ngày hôm nay, kênh học của Tớ Online sẽ hân hạnh gửi tới các bạn bài bình luận và phân tích nhanh về một trận đại chiến rất hay đánh trong khuôn khổ vòng play-off để tranh vé vào bán kết của giải cờ tướng Tuyên Chỉ Lộ Bôi mùa giải năm 2021 đánh trong buổi sáng ngày hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2021 ở thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc. Xin kính mời các bạn cùng đón xem trận thi tài giữa danh thủ Thiên Mã Vương Mệnh Thần, cao thủ cầm biên đỏ đi tiên và danh thủ Hứa Quốc Nghĩa cầm biên đen. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Bên đỏ đi tiên Mệnh Thần triển khai thế trận bằng phần cờ binh 7-1. Bên đen pháo 2 bình 3 và tiếp theo là hướng cờ chuyển pháo đầu để tìm hình tấn công trung lộ. Các bạn sẽ cùng xem nhanh những biến trong đầu trận. Và tiếp theo là phần cờ xe 1 bình 2 đến từ bên đen để có tư thế đấu xe. Và trong bị cờ trên, mệnh đỏ lập tức cho đấu ngay. Mã 4 thoái 2. Bên tiên cho nhảy xuyên cung mã và bên đen tiếp theo là phần cờ tiến pháo qua. Xe 1 tiến 1 đến từ Thiên Mã Vương Mệnh Thần. Và tiếp theo là phần cờ chạy mã quy đến từ bên đen của Hứa Quốc Nghĩa. Bình xe có lộ 6. Mã 4 tiến 6 và tiếp theo là phần cờ dùng vào vớt tốt đầu ngay để có tư thế chủ tướng đến từ bên tiên của Thiên Mã Vương. Bên đen cho nhấc xích qua và bên đỏ đi tiếp phần cờ tất 2 thì hướng cờ mã 4 tiến 5. Ngoài bên trên các bạn sẽ cùng xét thêm trong bối cảnh này mà bên đen cho mã 6 tiến 5 thì sao để có tư thế đuổi pháo khi đó có phần không hay. Bên đỏ hoàn toàn có thể vật pháo qua đường bên ngay để tạo hình tấn công cực mạnh về sau. Các bạn sẽ cùng đón xem hình cờ trong thực chiến đến từ bên đen. Pháo 8 bình 4 ngay. Bên tiên xe 6 tiến 1. Binh 1 tiến 1 để tránh pháo vượt qua và tiếp theo là phần cờ vươn con mã qua. Xe 8 tiến 6. Trong bối cảnh trên thì bên đỏ có hai bên chính, một là bên hoạt trong thực chiến, bình xe có lượng 4, hai là thiếu cờ tiến xe để làm khó bên đen. Các bạn sẽ cùng đón xem lựa chọn trong chính cục đến từ Thiên Mã Vương Mệnh Thần, một trong tay cờ cực mạnh của làng cờ tướng Trung Hoa. Xe 6 bình 4. Bên đen bình 7 tiến 1 và bên đỏ quyết định phương cờ bình 3 tiến 1 ngay, chấp nhận để cho bên đen dùng xe chém tốt đầu. Quay bên trên thì bên đỏ có thể thoái mã về để bắt tốt đi. Xe 8 bình 7 thì có thể treo thượng 3 tiến 5. Trong thực chiến của trận hình, các bạn sẽ cùng đón xem lựa chọn đến từ bên tiên là phần cờ nhấc bình 3. Bên đen bình xe chém tốt ngay. Xe 4 bình 5 và không đấu xe, lập tức bình có bắt mã. Trong hình cờ trên thì bên đỏ đã không thoát mã đi bằng phần cờ mã 4 tiến 2, một cờ hướng phát triển quân rất hay, đó là hình cờ mã 3 tiến 5. Một vị trí bỏ trước đoạt sau đến từ bên tiên. Xe 6 thuế 3 và bên tiên lập tức cho phát triển mã ngay để bắt xe bắt pháo. Xe chạy và lập tức là mã chạy pháo ngay. Một hình cờ tấn công mà bên đỏ đã có lợi thế. Xe 7 tiến 2 và tiếp theo là phần cờ bình xe hỏi cục. Chạy tường qua, tiếp tục bình pháo chiếu. Tướng vào và phương án cờ tiếp theo, xe 6 tiến 4. Mượn đường có thể vật pháo qua tốt để tấn công. Bên đen mã 7 tiến 6, vừa phát triển mã vừa tranh nhịp đuổi xe. Bên đỏ bình xe mắt tốt và tiếp theo trong thực chiến của trận hình, bên đen đi tiếp bằng phần cờ mã 6 tiến 4. Quay bên trên có thể dùng xe để đoạt tượng ngay. Các bạn sẽ cùng đón xem hình cờ trong thực chiến đến từ bên đen của Hứa Quốc Nghĩa. Anh cho mã 6 tiến 4 đổi xe. Bên đỏ mệnh thần xe 7 bình 6 và bên đen cho phương án cờ phát triển mã tấn công. Xị 6 tiến 5. Trong bối cảnh này thì bên đen quyết định bằng phần cờ xe 7 để phá tượng ngay. Đây thực chất lại không phải bên hay, về sau để cho bên đỏ có thế công mạnh. Ngoài bên trên có thể thoái con xe về
để ra hệ thống xe pháo của bên Tiên thì có phần khiến cho bên đỏ khó đi hơn. Các bạn sẽ cùng đoàn xem hình cờ trong thực chiến. Xe 7 tiến 4 để phá tượng và bên đỏ có thời cơ tấn công bằng hệ thống cờ nhấc con xe để kẹp cửu ngay, có thể mượn đường bình pháo của biên để tấn công, một hình cờ mà bên đen đang rất đáng ngại. Xé tượng qua để dùng mã đổi xe, bên đỏ lập tức cho thu xe về, đổi mã ngay. Bay chiếu, tướng bình 6 và tiếp theo là phần cờ thoái tượng đường biên. Bên đỏ lập tức cho bình vào qua lộ 8 ngay, một hình cờ tấn công mà bên tiên đang rất mạnh. Thoái mã về để mượn đường cho xe có thể thoái về phòng thủ. Tuy nhiên thì đường tấn công đến từ bên đỏ vẫn rất linh hoạt, lập tức tiến vào chiếu. Tượng 1 thoái 3 và phần cờ lưỡi mã có biên đánh tượng. Trong bối cảnh này thì bên đen quyết định bằng phần cờ tượng 7 tiến 5 về sau để cho bên đỏ tiến xe kẹp cừu che đường. Ngoài bên trên bên đen cho thoái xe về mới đấu thì sao? Các bạn thấy được khi đó thì bên đỏ hoàn toàn có thể đấu ngay và vẫn là bên hóa dùng mã 9 tiến 7 để chém tượng. Một hình cờ công thế mà bên đỏ có thể thắng mạnh. Các bạn sẽ cùng đón xem hình cờ trong thực chiến đến từ lựa chọn của bên đen. Đó là phần cờ tượng 7 thế 5 và bên tiên lập tức cho tiến xe để kẹp cừu ngay. Chạy tướng qua và mã 9 tiến 7. Trong thế vô cùng khó khăn, bên đen lập tức cho chạy tướng tượng 2. Thoái mã về. Bên đen xe 7 thoái 3 và bên đỏ đi tiếp phần cờ rất hay tiếp theo, mã 6 tiến 8 ngay, đe dọa phần cờ dùng mã để chém xỉa đến cục. Bên đen thoát mã qua, vừa có thể đe dọa phần cờ bình xe để mời đấu đồng thời mượn đường thoát cho tướng. Tuy nhiên hình cờ trên bên tiên đã tạo thành thế thắng, lập tức mạnh thần cho mã chém xỉa ngay. Ép tướng chạy tầng 3 và thu pháo về, đánh cục. Sau vị trên thì bên đen cho mã thoái về sau cũng thua. Các bạn thấy thêm nếu mà cho thoái tường về thì bên đỏ đơn giản cho thoái xe chiếu thôi, về sau dùng xe chém tượng là cục ngay. Trong phần khác mà cho nhấc xích qua thì các bạn thấy ngay thì cũng thua. Chúng ta sẽ cùng đón xem hình cờ trong chiến cục đến từ bên đen là phần cờ thoái mã về và bên đỏ nhẹ nhàng cho bình xe để chém xích ngay, đe dọa hai phần cờ tấn công xuất cục. Đó là thoái xe ấn tượng và bình có lộ 4 đều là trường bí. Và sau vị cờ trên thì bên đen chính thức buông cờ xin thua. Các bạn thấy được có bình xe chiếu thì sao? Khi đó bên đỏ sẽ không chạy tướng vào trung lộ, bởi chạy tướng vào là bị bên đen thả mã qua là cục ngay. Trong hình cờ trên thì bên tiên đi tiếp hoàn toàn có thể vách sĩ qua để chay đường xe. Xe chém sĩ thì bình tướng vào thôi. Hình cờ trên thì bên đen sẽ không thể thắng được bên đỏ trong bối cảnh như vậy. Và với hình cờ đó thì rõ ràng là bên tiên sẽ thắng trong bối cảnh trên khi bên đen không có đường cờ xuất cục. Như vậy kênh học của Tướng Lai vừa gửi tới các bạn bài bình luận và phân tích nhanh về ván đấu trên, một trận cờ rất đỉnh cao của Thiên Mã Vương Mệnh Thần. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.